Sau đây là quá trình vận chuyển và lắp đặt của mẫu loa được mệnh danh là vua loa trong dòng loa tích hợp đến từ Ý và mẫu kệ Amazon Spectrum đến từ Anh Quốc. Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi tiến hành lắp đặt loa Sonos Faber SF16 và cái Amazon Spectrum. Xin mời các bạn cùng theo chân chúng tôi. SF16 là một bước đi đầy ngoạn mục vào thế giới công nghệ âm thanh hiện đại của Sonos Faber. Sau nhiều thế hệ tích lũy kinh nghiệm với việc thiết kế những mẫu loa đình đám nhất trong thế giới high-end, Sonos Faber hứa hẹn đem lại một trải nghiệm âm thanh có 102 với SF16. Đây là mẫu sản phẩm có khả năng đem lại trải nghiệm âm thanh thuộc đẳng cấp high-end, gói gọn trong chiếc vỏ ngoài ấn tượng, tinh tế. Với thiết kế cực kỳ tinh tế này thì chiếc SF16 chỉ được sản xuất thủ công 200 chiếc một năm tại Ý. Kết cấu của loa Sonos Faber SF16 gồm thùng loa chính tích hợp với hai củ loa toàn dải phía trước và sau, cỡ 127mm với nón dùng hợp kim magie nhôm. Bộ loa này sử dụng tới 14 củ loa bên trong nên rất là dễ hiểu cho công suất lên đến 1400W của nó. Thùng loa được bọc gỗ bên ngoài nhưng bên trong là lớp khung nhôm bền bỉ giúp cho trọng lượng của sản phẩm không quá lớn. Nổi bật nhất là khả năng của SF16 trong việc thích nghi với khán giả ở phía trước mặt mình. Người nghe có thể hiệu chỉnh âm thanh tập trung vào một điểm ngọt hoặc mở ra khán đài rộng lớn hơn với hai chiếc tay tích hợp công nghệ chống rung Zero Vibration Transmission và chứa woofer file của SF16, vốn là điều mà các bộ loa tích hợp thông thường khó có thể làm được. Sonos Faber SF16 được tích hợp bộ giải mã DAC, có thể giải mã nhạc 24bit 192kHz. Ngoài ra thì bộ loa này có được thiết kế tối ưu cho việc dùng kết nối Wi-Fi, nhưng cũng có đầy đủ các cổng kết nối vật lý như cổng đồng trục, cổng quang, RCA cho phần đầu vào tín hiệu. Các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến như Tidal, Spotify đều được tích hợp sẵn trên loa. Sau đây là trải nghiệm của Sonos Faber SF16 với một bản nhạc nhẹ. Test thử âm bass đầy uy lực của SF16 với một bản nhạc nhiều bass. Vậy là mình đã giới thiệu qua cho các bạn quá trình lắp đặt
cũng như thử âm thanh của vua loa trong dòng loa tích hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Xin cảm ơn.